Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Minh Thành. Hiện tại thì Thắm đang có mặt tại kho xe của cửa hàng xe máy Honda Minh Thành Lập Thạch. Như các bạn đang thấy đây thì kho xe bên Thắm đang có rất là nhiều các dòng xe, đầy đủ tất cả các màu xe cho các bạn lựa chọn. Thì ở video livestream ngày hôm nay thì Thắm sẽ giới thiệu phân khúc giá xe ở thời điểm hiện tại cũng như là các cái chương trình khuyến mại đang áp dụng để các bạn còn lăn tăn, các bạn chưa lựa chọn được xe thì sau video này mong rằng các bạn sẽ có một cái sự lựa chọn của mình nhé. Thắm không để các bạn chờ lâu thì Thắm sẽ đi vào giới thiệu các dòng xe ngay bây giờ. Và như các bạn đang thấy phía bên này đây, Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn dòng xe côn tay đầu tiên. Đó là dòng xe Honda Winner X. Chiếc xe đầu tiên màu trắng, rất là đẹp đúng không ạ? Đối với cái màu trắng của Winner X 2022 này thì ở các cái phiên bản đời trước thì hiện tại chưa có. Và thời điểm này thì cái bản thứ đời thứ 3 này đã có màu trắng, cái màu rất đẹp đúng không ạ? Và cái phân khúc giá xe này thì ở thời điểm hiện tại chiếc xe màu trắng này bên Thắm đang để giá cho các bạn chỉ dao động khoảng tầm 37 triệu thôi. Chiếc xe này thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Và phía bên ngoài này thì các bạn đang thấy là chiếc xe màu bạc được trang bị sơn nhám, phanh ABS. Và đây thuộc phiên bản đặc biệt. Và chiếc xe này thì hiện tại giá dao động khoảng tầm 38 triệu 600 ở thời điểm hiện tại. Đó. Và chiếc xe này thì khi các bạn mua ở bên Thắm thì đang có áp dụng rất là nhiều chương trình khuyến mại. Ví dụ như là được tặng mũ bảo hiểm, áo mưa tại cửa hàng, có trò giảm giá khi liên hệ trước qua online. Và đặc biệt là nếu các bạn có nhu cầu muốn tham khảo trả góp thì hiện tại bên Thắm đang hỗ trợ cho các bạn gói trả góp 0% lãi suất. Các bạn chỉ cần có căn cước công dân trả trước khoảng tầm 20% giá trị xe trở lên là các bạn tham khảo trả góp được rồi nhé. Và phía trên này thì Thắm đang có rất là nhiều các màu xe, ví dụ như màu đen nhám này cũng thuộc phiên bản đặc biệt, cũng như phân khúc giá Thắm vừa giới thiệu cho các bạn. Và có một điều nữa là rất là nhiều các bạn thắc mắc là cái phân khúc giá này Thắm giới thiệu cho các bạn đã bao gồm thuế chưa, đã có đăng ký chưa. Thì Thắm xin giới thiệu với các bạn là cái giá xe mà Thắm vừa giới thiệu cho các bạn nó chỉ là giá nguyên xe thôi, sẽ chưa bao gồm đăng ký đâu các bạn nhé. Các bạn mà có hộ khẩu ví dụ như ở Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương và các cái huyện lân cận này thì cái phí đăng ký nó chỉ dao động cho các bạn khoảng tầm 1 triệu rưỡi thôi ạ. Cái phí này thì nó sẽ tùy thuộc vào khu vực các bạn ở thì nó sẽ có phí khác nhau. Để biết cụ thể hơn thì các bạn có thể liên hệ theo cái số hotline của Thắm hoặc là kết bạn Zalo, Thắm sẽ tư vấn cụ thể hơn về từng khu vực, từng dòng xe và cho các bạn hiểu rõ hơn ạ. Ở phía trên này thì Thắm đang có màu đen của thuộc phiên bản tiêu chuẩn, giống như cái chiếc xe màu trắng mà Thắm giới thiệu với các bạn ban đầu đấy ạ. Giá xe của chiếc này cũng dao động khoảng tầm 37 triệu thôi ạ. Và nếu mà đối với chương trình trả góp 0% thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng tầm 8 triệu trở lên thôi là các bạn đã hưởng cái chương trình trả góp không mất lãi suất rồi. Đó, thủ tục thì rất đơn giản, Thắm vừa nhắc các bạn rồi đấy, chỉ cần có căn cước công dân thôi ạ. Phía trên này thì Thắm sẽ có thêm màu đỏ nhám này, phiên bản đỏ của tiêu chuẩn này và màu đỏ của phiên bản thể thao. Thắm xin nhắc lại nhé, đối với dòng xe Winner X, đối với phiên bản tiêu chuẩn giá dao động khoảng tầm 37 triệu ở thời điểm hiện tại. Đối với phiên bản phanh ABS như là phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao thì giá xe sẽ dao động khoảng tầm 38 triệu 600 ở thời điểm hiện tại. Và cái giá xe này thì nó sẽ có thay đổi các bạn nhé, có dao động theo ngày. Thế nên là các bạn đang muốn tham khảo xe ở thời điểm nào thì cứ nhấc máy lên gọi điện cho Thắm, Thắm sẽ cập nhật giá xe ở thời điểm hiện tại đó cho các bạn. Tiếp đến là Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một số dòng xe ga. Như các bạn đang thấy đây, ở phía bên ngoài này thì đang có rất là nhiều các cái dòng xe ga và toàn những cái dòng xe màu xe mà rất là hot và được rất là nhiều các bạn quan tâm. Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn dòng xe Honda Vision đầu tiên. Đó là cái dòng xe này thì như Thắm giới thiệu ở các cái video livestream trước thì Vision nó sẽ có 4 phiên bản để cho các bạn lựa chọn. Như chiếc xe màu đỏ nâu các bạn đang nhìn thấy đây ạ, đó là thuộc phiên bản cao cấp. Phía bên ngoài này thì Thắm đang có phiên bản đặc biệt màu xanh nhám. Và đây là Thắm đang có một chiếc xe thuộc phiên bản cá tính. Và giá xe Vision ở thời điểm hiện tại cũng dao động khoảng tầm 34 triệu cho đến ngoài 45 triệu tùy vào phiên bản, tùy vào màu sắc mà các bạn lựa chọn. Như các bạn thấy thì bên Thắm đang đầy đủ tất cả các màu cho các bạn lựa chọn. Đó thì các bạn đang muốn tham khảo trả góp, trả thẳng hoặc là các bạn đang lăn tăn về dòng xe nào, màu nào thì các bạn nhớ là nhấc máy lên liên hệ cho Thắm để Thắm sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nắm được cái phân khúc giá ở thời điểm hiện tại nhé. Phía bên ngoài này thì các bạn đang nhìn thấy rất là nhiều chiếc xe Honda Lead đúng không ạ? Chiếc xe đầu tiên màu trắng thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Đối với màu trắng này thì hiện tại giá xe bên Thắm đang để dao động khoảng tầm ngoài 42 triệu thôi ạ. Đối với phiên bản cao cấp thì Thắm sẽ có màu đỏ mận và màu xanh tím than. Giá xe ở thời điểm hiện tại cũng dao động khoảng tầm 45 triệu thôi ạ. Và chiếc xe nữa đó là phiên bản đặc biệt màu bạc nhám. Thắm sẽ có thêm cả màu đen nhám nữa ạ. Và hiện tại thì phiên bản đặc biệt này thì giá nó sẽ dao động khoảng tầm hơn 46 triệu một chút xíu. Và tất cả các dòng xe này khi các bạn mua bên Thắm thì đang có rất là nhiều các chương trình khuyến mại như là mũ bảo hiểm này, áo mưa này, xe của các bạn sẽ được miễn phí 6 lần kiểm tra định kỳ.
Và khi các bạn mua xe, liên hệ trước qua online sẽ có thêm các cái voucher giảm giá. Tất cả các dòng xe này thì cũng có áp dụng cho các bạn chương trình trả góp với mức lãi suất rất là ưu đãi. Vì vậy là các bạn muốn tham khảo chiếc xe nào, màu nào, chương trình khuyến mại như thế nào thì các bạn cứ liên hệ cho Thắm để Thắm chủ động xe cho các bạn cũng như là giới thiệu các cái dòng xe cho các bạn nắm rõ hơn nhé. Và phía trong này thì Thắm giới thiệu đến các bạn một số cái dòng xe số. Ví dụ như các bạn đang thấy đây ạ, rất là nhiều chiếc xe Honda Wenfa. Đối với dòng xe Wenfa thì nó sẽ có 4 màu: màu xanh, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Phân khúc giá xe thì nó sẽ dao động khoảng tầm ngoài 20 cho đến ngoài 21 triệu tùy vào màu sắc xe mà các bạn lựa chọn. Các bạn đang muốn biết chính xác về các cái màu xe cũng như là giá xe nó áp dụng các màu như thế nào thì các bạn cũng liên hệ cho Thắm hoặc là các bạn Zalo với Thắm. Thì đối với dòng xe này thì các bạn cũng được hỗ trợ trả góp với mức lãi suất rất là ưu đãi. Và đặc biệt là khi các bạn mua xe bên Thắm thì sẽ có rất là nhiều phần quà đang áp dụng cho dòng xe này. Và đặc biệt hơn nữa là khi nay Thắm có giới thiệu đến các bạn dòng xe Honda Vision. Và dòng xe này thì hiện tại đang có chương trình khuyến mại cực kỳ hot. Đó là khi các bạn mua xe Vision thì các bạn sẽ nhận một trong 3 phần quà. Đó là một bộ son của MAC gồm 3 thỏi son. Hoặc là một phiếu mua hàng giày dép Vitis trên toàn quốc trị giá 1 triệu đồng. Và cái quà thứ 3 đó là một sạc pin dự phòng của Samsung. Đó. Khi mà các bạn mua xe thì các bạn sẽ được lựa chọn một trong 3 phần quà đó. Rất hot đúng không ạ? Để biết cụ thể hơn về cái chương trình khuyến mại này, nhấc máy lên liên hệ cho Thắm nhé. Tiếp đến Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng xe nữa. Đó là dòng xe A-Blade như các bạn đang thấy đây ạ. A-Blade thì Thắm sẽ có phiên bản 125, phiên bản 160. Đối với phiên bản 160 thì Thắm sẽ có hai màu như các bạn đang nhìn thấy đây ạ. Màu đen, bạc đen thì thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Bản này thì hiện tại giá đang dao động khoảng tầm 57 triệu thôi. Còn đối với phiên bản màu xanh xám này thì là thuộc phiên bản đặc biệt. Màu đó thì hiện tại giá đang dao động khoảng ngoài 59 triệu một chút. Giá xe này thì Thắm báo cho các bạn thì chưa có bao gồm đăng ký đâu nhé. Thì là chỉ là giá nguyên xe thôi. Và tất cả các dòng xe này đều áp dụng cho các bạn chương trình trả góp với mức lãi suất rất là ưu đãi. Các bạn muốn tham khảo dòng xe nào thì nhấc máy liên hệ cho Thắm. Và phía dưới này thì Thắm đang trưng bày rất là nhiều các chiếc xe A-Blade. Như các bạn đang thấy đây ạ, A-Blade đỏ đen này. Phía ngoài này là A-Blade đen nhám. Đối với dòng A-Blade này 125 này thì Thắm sẽ có 3 màu: màu đỏ, màu xanh và màu đen. Màu đỏ và màu xanh thuộc phiên bản tiêu chuẩn, giá xe ở thời điểm hiện tại dao động khoảng tầm 43 triệu. Trả góp thì các bạn trả trước giúp Thắm khoảng tầm 8 đến 10 triệu trở lên là các bạn có thể dinh xe về nhà rồi. Và một cái màu nữa, đây ạ, Thắm vừa giới thiệu cho các bạn, màu đen như các bạn thấy đây ạ. Màu đen nhám thuộc phiên bản đặc biệt. Đối với phiên bản đặc biệt này thì giá xe nó sẽ dao động khoảng tầm ngoài 48 triệu. Và cũng hỗ trợ cho các bạn các cái gói trả góp rất là ưu đãi. Khi các bạn mua xe bên cửa hàng bên Thắm sẽ được tặng mũ bảo hiểm, áo mưa tại cửa hàng. Xe của các bạn sẽ được miễn phí 6 lần kiểm tra định kỳ. Và khi các bạn liên hệ qua online thì các bạn sẽ có thêm các cái voucher ưu đãi giảm giá các bạn nhé. Một dòng xe nữa, một dòng xe rất cao cấp mà gọi là dòng xe cao cấp nhất của Honda đó. Các bạn đang thấy đây, Thắm đang có rất là nhiều các cái chiếc SHI. SHI thì sẽ có 3 màu cho các bạn lựa chọn là màu đen, màu đỏ và màu trắng thì hiện tại ở cửa hàng Thắm đang đầy đủ. Đối với SHI này thì sẽ có phiên bản 125, phiên bản 150. Đối với phiên bản 125 thì giá xe đang dao động khoảng tầm ngoài 82 triệu thôi. Giá này là giá nguyên xe các bạn nhé. Còn đối với phiên bản 150 thì nó sẽ có bản ABS, bản CBS. Đối với bản CBS thì giá dao động khoảng tầm 97 triệu. Còn đối với phiên bản ABS thì giá sẽ dao động khoảng tầm 115 triệu các bạn nhé. Nó sẽ tùy vào màu, tùy vào bản các bạn lựa chọn. Và xe SH thì nó sẽ có cả bản vành đen và bản vành trắng. Bạn muốn chọn bản nào, vành nào như thế nào thì liên hệ trực tiếp cho Thắm. Thắm sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn về màu xe, giá xe và cũng như là chương trình khuyến mại đang áp dụng cho xe. Và đặc biệt là các bạn có muốn tham khảo trả góp, nhấc máy lên liên hệ cho Thắm. Bên Thắm thì đang đầy đủ tất cả các ngân hàng cho các bạn lựa chọn. Ví dụ như các bạn bên Home Credit, các bạn bên FE, các bạn bên HD đó. Các bạn muốn tham khảo bên ngân hàng nào thì bên Thắm đều có các bạn nhân viên hỗ trợ cho các bạn về xe các bạn nhé. Đó, phía dưới này thì Thắm đang có màu đen này, màu trắng này. Như các bạn thấy là ở kho xe cửa hàng bên Thắm đang đầy đủ tất cả các màu, tất cả các dòng xe cho các bạn lựa chọn. Các bạn đang muốn tham khảo dòng xe nào, màu xe nào, phân khúc giá ra làm sao, nhanh tay nhấc máy lên liên hệ cho Thắm theo số hotline trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với Thắm để Thắm tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về từng dòng xe và Thắm sẽ chủ động xe tại cửa hàng trước khi mà các bạn đến cửa hàng.